Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý xây dựng cột mốc số 0 là công trình văn hóa nhằm phát huy giá trị không gian, kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch tới thăm thủ đô. Tuy nhiên, vị trí đặt cột mốc này lại chưa được xác định cụ thể, vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, cột mốc số 0 được dự kiến đặt ở 3 vị trí. Vị trí đầu tiên là khu vực ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng và phố Hàng Khay. Vị trí thứ hai là khu vực bên bờ Hồ Gươm, phía đường Lê Thái Tổ, đối diện tượng đài Lý Thái Tổ. Vị trí thứ ba là trước tượng đài Lý Thái Tổ. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, kẻ một đường chụp từ tòa thị chính cũ, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phía đường Lê Lai, kéo thẳng sang cửa tòa bưu điện Hà Nội cũ làm trục ngang, và một đường từ chân tượng đài vua Lý Thái Tổ kéo ra giữa Hồ Gươm gần tháp rùa làm trục dọc. Giao điểm của hai trục là mốc km số 0. Vậy đó sẽ là khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ. Tôi chỉ nghĩ là cái vị trí ấy rất đắc địa. Đắc địa vì nó chọn đúng cái địa, đúng cái, những cái chuẩn mực vốn thấy ở các nước họ làm, tức là trước cửa tòa thị chính hoặc trước cửa bưu điện. Cái thứ hai nữa nó lại trước cửa một, trước mặt một cái bức tượng của cái nhân vật được coi như là người đặt nền móng cho cái Thăng Long Hà Nội, và nhìn ra phía ngoài thì là tháp rùa của Hoàn Kiếm. Bởi vì nếu làm cái điểm ấy, nó phải có bảo đảm không gian để cho nhiều du khách đến được, bảo đảm cảnh quan xung quanh góc nhìn nào cũng đẹp. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Vip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Đồng quan điểm, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ nằm cạnh bưu điện Hà Nội là điểm mốc để đo khoảng cách địa lý từ Hà Nội đến các địa phương khác, nên việc đặt cột mốc số 0 ở khu vực này là hoàn toàn hợp lý. Cái quảng trường ấy là quảng trường khá lớn, một bên là bưu điện, một bên là Ủy ban Nhân dân, và xa xa phía sau ấy là Ngân hàng Nhà nước, và phía trước ấy là cảnh quan của Hồ Gươm và tháp rùa. Khu vực đó thì chúng ta có một cái tượng quan trọng nhất, chủ thể của không gian đấy chính là vua Lý Thái Tổ, người có công đối với Hà Nội, đọc chiếu rời đô để về Hà Nội. Thế có nghĩa là Hà Nội bắt đầu là từ đấy. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng sân trước tượng đài Lý Thái Tổ đã là một trình thể hài hòa. Nếu có thêm một hạng mục nữa sẽ làm khu vực này rối hơn. Không chỉ vậy, nơi đây đông người qua lại, khó giữ được sự trang nghiêm. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Đình Đức, người đề xuất xây dựng cột mốc số 0 từ 11 năm trước, cũng chung quan điểm phản đối vị trí này. Tượng đài khu vườn hoa Lý Thái Tổ là di tích quốc gia đặc biệt. Đã là di tích quốc gia đặc biệt thì cấm xâm phạm. Thứ hai, đây là một cái điểm du lịch, người ta đến có thể rất tùy tiện. Hàng Khay Lý Thái Tổ góc ấy là con đầu đài. Cái chỗ đấy nếu mà để một cái cột nó giữa sân đấy thì là nó nhiều khi mọi người buổi sáng nhiều có hoạt động vui chơi giải trí của trẻ em ấy thì nó cũng không được trang trọng. Nhiều khi có người có khi còn tiện tay còn vứt áo, vứt mũ, vứt giày chẳng hạn thế. Tôi nghĩ là để sang bên phía bên đây, bên đối diện bên đây này thì nó vừa trang trọng mà nó cũng là cái chỗ mà mọi người chụp ảnh check in cái thứ thì nó cũng hợp lý hơn. Trước kia mà đứng check in là trông cả vào đằng sau của, tức là quay lưng vào cụ Lý thì nó cũng không được ấy lắm. Việc xây dựng cột mốc số 0 sẽ bổ sung thêm một biểu tượng, một địa điểm tham quan, du lịch mới cho thủ đô. Nhưng đặt ở đâu lại cần sự thận trọng và đạt được sự đồng thuận của đại đa số người dân. Bởi km số 0 không chỉ là công trình của riêng Hà Nội mà còn có ý nghĩa văn hóa với cả nước.